Xin chào bạn, AK Shop gửi bạn video về dòng xe SX 2020. Với video này sẽ là sản phẩm gì đây so khác với những video trước kia. Trước kia các bạn tham khảo những video mình, các bạn biết mình giới thiệu rất nhiều sản phẩm với dòng xe này. Công tắc đèn, LED Audi trên xi nhan, LED Audi dưới đèn chính, tăng sáng đèn, rồi gương cầu LED, chống cướp 2m, định vị LED ổ khóa stop F1, đổi màu đờ mi, đổi màu LED biển số, rồi LED gù tay lái. Đó là những sản phẩm trước kia. Còn hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn thêm một sản phẩm mới dành cho những anh em thích sự đơn giản, không cần màu mè nhiều, chỉ là trắng đờ mi, xi nhan qua vàng chạy. Và sọc Audi này sẽ lắp đặt ngay vị trí là hai xi nhan của xe. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn xem cận cảnh khi chưa lên đèn như thế nào. Rồi trước tiên mình tắt khóa. Đây các bạn thấy cận cảnh bên trong này, mình sẽ để một cái sọc Audi viền theo cái map đèn. Và nếu các bạn để ý kỹ, các bạn thấy cái này nó khác. Vì sao? Bởi vì mình có làm luôn một cái lớp lưới bên trong. Nhìn cái sản phẩm các bạn nó sẽ độc đáo hơn, cá tính và nó sang hơn. Để ý kỹ, đây mình sẽ cho camera lại gần và mình phóng cái màn hình nó sáng hơn. Đây các bạn thấy kỹ ha. Lưu ý nhiều sản phẩm người ta làm cho bạn, người ta không chú trọng tới cái phần thẩm mỹ nhiều. Người ta chỉ để cái Audi vô rồi xong. Bên mình khác biệt là để sọc Audi đây có luôn cái lớp lưới bên trong như thế này. Các bạn nhìn kỹ vào cái mặt kính không? Cái lớp lưới có cái vân nhìn rất là đẹp cái phần đèn. Khi mà nhìn cận cảnh khi chưa lên đèn, hoặc cả lúc lên đèn khi mà nhìn gần. Đương nhiên nhìn xa sẽ không thấy được điều đó, nhưng mà nhìn gần nó một cái điểm khác biệt rất là lớn đối với nếu mà không làm cái điều này. Đây. Đó. Và option này là dành cho những em yêu cầu sự đơn giản thôi, không phải cầu kỳ nhiều màu hay là điều chỉnh qua điện thoại là A11 hay là chạy nhiều màu nhiều hướng, đó là A9 hoặc A11. Là như thế nào? Bây giờ mình sẽ bạn xem khởi động. Các bạn mở khóa xe lên. Đó, thấy chưa? Cho các bạn xem lại. Cái bộ đèn này nó đẹp mắt ở chỗ là lúc khởi động. Rồi tắt khóa nè. Rồi các bạn mở khóa lên nè. Không, vuốt lên, vuốt xuống rồi vuốt lên tự động sáng màu trắng. Rồi ok, các bạn bật xi nhan nè. Đó, thấy chưa? Bật xi nhan chạy màu vàng. Và màu vàng này độ sáng rất mạnh nha các bạn. Mà nói độ sáng này rất mạnh chứ không phải là độ sáng yếu đâu. Đó các bạn thấy rõ ha, rất đẹp mắt nha. Không, chạy từ giữa lên trên viền theo cái mép đèn, viền theo cái mép cái hình dáng của đèn xi nhan nè, nên rất là hài hòa, phù hợp với cái dáng xe và cái dáng đèn. Rồi các bạn tắt xi nhan đi. Tự động trả về màu vàng. Rồi bật xi nhan phía còn lại. Không. Đó, để mình cho cái màn hình nó tối lại thấy rõ được cái màu sắc. Đây là màu vàng xi nhan chạy. Ha, các bạn thấy rõ rất đẹp nha. Rồi nếu mà những xe nào có chức năng HASA là 4 xi nhan chớp tắt cùng lúc thì khi đó 2 xi nhan sau chớp còn 2 xi nhan trước sẽ cùng chạy. Nếu mà xe này có HASA, xe này không có nên mình không cho bạn xem được cái điều đó. Nhưng mà mình nói trước, những xe nào có đảm bảo các bạn rất là đẹp. Bởi vì mình đã làm cái điều này cho những dòng xe khác. Và ok, tắt xi nhan đi. À, tắt xi nhan tự động trả về màu trắng. Rồi cho bạn xem nữa, điểm độc đáo của bộ đèn này đó là gì. Tắt khóa, mở khóa. Mở khóa nè. Rồi, không? Rồi làm lại lần nữa. Ăn tiền các bạn, ăn tiền là cái chỗ điểm này. Mở khóa lên, khởi động. Thấy chưa? Nó rất là đẹp. Đó, mình nói cái bộ này dành cho anh em hết sự đơn giản. Thì những anh em mới xa, các bạn muốn lắp đặt bộ đèn này, ok. Rất là đơn giản, không gì khó đâu. Tháo hai cái cụm đèn zin này giùm cho mình. Hai cụm đèn xi nhan zin gửi lên. Mình sẽ độ LED xong, mình gửi về các bạn cắm vô, các bạn xài thôi. Các bạn không cần phải làm gì hết. Mình sẽ làm hoàn chỉnh cái phần điện mạch rồi cho bạn việc cắm vô. Và một điều lưu ý, điều này rất nhiều anh em thích là các bạn hỏi có gì zin được không. Ok các bạn, mình sẽ trả về zin cho các bạn được luôn ha. Vì sao? Bởi vì cái mạch, cái bò, cái lớp xi zin bên trong đèn, cái ngăn đèn xi nhan các bạn á, là cái mạch đèn và cái lớp xi zin mình sẽ tháo rời ra, mình trả về cho các bạn luôn. Đây mình sẽ các bạn xem điều đó ha. Trả về các bạn nguyên dạng, không có cắt phá gì hết. Đây là cái mạch xi nhan zin nè. Đó. Sẽ trả về đầy đủ cho các bạn. Nên sau này các bạn chán, các bạn thích chơi nữa và các bạn muốn đổi kiểu hoặc là muốn bán xe hay gì đó tùy các bạn. Tháo cái đèn Audi này ra, gắn mạch zin vô cho lại bình thường hết. Đó, mình đảm bảo bạn không phá đi kết cấu đèn, giữ mạch zin và có thể trả về zin như bình thường.
Đó là điểm lưu ý. Sản phẩm bên mình làm nó khác với một số sản phẩm thị trường là vậy. Mình tính luôn cái đường, nếu các bạn trả về Vin, nếu mình làm được mình sẽ làm luôn các bạn điều đó. Rồi ok, mở đèn lên nữa nè để bạn xem. Khởi động. Thấy chưa? Ok, xi nhan lần nữa nè. Đó. Ok, xi nhan phía còn lại nè các bạn. Rồi, tắt xi nhan nha các bạn. Rồi các bạn hãy tham khảo thêm nhiều video cho dòng xe NX 2020 này. Tại cuối video này sẽ có thêm 4 video nữa liên quan với dòng xe này. Đó là những sản phẩm của shop nha các bạn ha. Và thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối. Ngoài thời gian trên các bạn đây là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Hôm sau bên shop làm việc lại sẽ liên hệ lại các bạn và tư vấn báo giá các bạn. Và đây, sau khi tắt đèn các bạn tìm xe, mình sẽ các bạn thấy cái sự lợi hại của cái đèn này là gì. Đó, phải rõ ha. Các bạn nhấn tìm xe nè. Đó, thấy chưa. Đây, mình lấy camera, mình cầm remote, mình làm cho bạn xem. Để không cầm remote nhấn các bạn nói mình nói xạo hay gì đó. Đây, nhấn nè, tìm xe nút trên cùng nha. Thấy chưa, thấy rõ ràng chưa. Đẹp mắt chưa. Xứng đáng chưa. Xứng đáng cái bộ đèn các bạn nâng cấp cái chiến mã của mình chưa. Rồi các bạn hãy rõ ha, đẹp mắt nha. Đó, mình xin nói thêm cái điều đó. Rồi, video đây xin thúc. Xin cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào các bạn.